Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nhật Kim Anh lên tiếng vì tin đồn chuẩn bị kết hôn lần hai. Nhật Kim Anh phủ nhận tin đồn được cầu hôn và sắp lên chai hoa. Ca sĩ cho biết nếu tình duyên mới, cô sẽ chủ động thông báo mọi người. Những ngày qua, thông tin ca sĩ Nhật Kim Anh chuẩn bị lên chai hoa gây chú ý mạng xã hội. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải nhận kim cương kèm dòng thông báo: ngày mai chính thức trở thành ngày của đôi ta. Cảm ơn anh và cả gia đình đã dành điều quan đặc biệt quan tâm này cho Kim Huy, tên thật của Nhật Kim Anh. Bài viết nhanh chóng sự quan tâm của khán giả lẫn truyền thông. Không ít người gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ đã tìm được biến độ hạnh phúc cho những trục trặc. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh mới đây hé lộ những chia sẻ trên chỉ để giới thiệu dự án MV Cưới Nhau Là Đúng Bài kết hợp cùng Nguyễn Đình Vũ. Theo giọng ca sinh năm 1985, nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, cô lúc này muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho việc lo toan gia đình. Còn gì sung sướng hơn với một người nghệ sĩ khi được khán giả quan tâm, dành nhiều tình cảm, tôi không đoán được. Tương lai như tin đồn duyên phận, đến một lúc nào đó tôi hy vọng kết hôn sẽ không thông báo với khán giả, cô nói. Bên cạnh ca hát, Nhật Kim Anh cùng tham gia đóng phim MV Cô Có Những Màn Tung Hứng, Ăn Ý Trên Bàn Chuyện Nam. Nguyễn Đình Vũ cùng gây chú ý với hình ảnh chàng MC hài hước, khuấy động không khí lễ cưới. Sự kết hợp kỳ lạ giữa chật trữ tình và rạp góp phần giúp MV lại được phần hồi tích cực. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, dự án đã thể triệu. Sự kết hợp giữa chật tình và rạp góp phần MV được phần hồi tích cực. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, dự án hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận tích cực trên các nền tảng online. Nhật Kim Anh bày tỏ vui mừng khi MV được nhiều khán giả xem, nghe và bài đăng trên các diễn đàn mạng. Các ca khúc trở thành bài hát được mở trong lễ cưới, tiệc khuy và cặp đôi vài ngày qua. Nhật Kim Anh hiện đang dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và bù đắp tình cảm với cậu con trai nhỏ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn khẳng định nghệ thuật là đam mê nên không bao giờ từ bỏ. Khi sắp xếp lịch trình, cô bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người. Tôi đang nỗ lực làm công việc hết công suất để giành bất ngờ khán giả, trong đó một dự án phim và một MV khủng. Tôi đang nỗ lực làm hết mình công suất để giành hết bất ngờ cho khán giả, trong đó một dự án phim và một MV khủng. Sẽ trình làng vài những tháng cuối năm nay, tôi hy vọng sẽ được tình yêu bền vững của mọi người sau nhiều năm làm nghề, cô chia sẻ. Nhật Kim Anh gây chú ý khi chính thức xác nhận lời truyền thông việc đã ly hôn với chồng doanh nhân sau nhiều năm chung sống. Mới đây, Nhật Kim Anh gây chú ý khi chính xác nhận lời truyền thông việc ly hôn với chồng doanh nhân sau nhiều năm chung sống. Cô từ chối chia sẻ thêm thông tin lý do sức khỏe đang không tốt, chỉ tiết lộ cuộc sống hôn nhân từ lâu đã không hạnh phúc, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con trai nên nữ ca sĩ đã im lặng trong suốt thời gian qua. Đến thời gian hiện tại, mọi thứ đã quá sức đối với cô. Tuy nhiên, mới đây Nhật Kim Anh đã tâm sự, hé lộ những nguyên nhân ly hôn của hai vợ chồng. Những bất đồng về quan điểm sống và cách suy nghĩ đã khiến cô và chồng không thể hòa hợp được với nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, cô và doanh nhân Biểu Lộc đã ly hôn gần 3 năm. Sức với con được gần gũi với con trai mình, tôi đã đợi suốt 20 năm mùa hè, rồi và đến đợt hè năm nay, tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con đi chơi. Nhưng anh ấy không đồng ý, chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con, điều đó khiến tôi rất bức xúc. Có lẽ tôi càng im lặng thì anh Lộc càng lần tới. Tôi từng cố gắng giữ gìn tới thời. Có lẽ tôi càng im lặng thì anh Lộc càng lấn tới. Tôi từng cố gắng giữ gìn tới bây giờ, tất cả vì hạnh phúc của con trai. Tôi chỉ muốn con có đầy đủ cả cha là mẹ, nhưng đến bây giờ thì không giữ được nữa rồi, Nhật Kim Anh bức xúc. Tôi vô cùng khổ tâm, nhiều lúc tôi tìm thấy một bất hạnh hơn cả những người phụ nữ khác khi cả ngày. Tôi vô cùng khổ tâm, nhiều lúc tôi tìm thấy mình rất hạnh phúc. Tôi vô cùng khổ tâm, nhiều lúc tôi thấy mình rất bất hạnh.
hơn cả những người phụ nữ khác khi ngay cả những quyền cơ bản của người mẹ tôi cũng không có thể, cô ngậm ngùi. Theo Nhật Kim Anh, hiện tại 3 năm, mọi việc đã dần ổn định, thậm chí bây giờ bố mẹ chồng còn thương cô nhiều hơn trước. Khi mọi việc vỡ lỡ, mẹ chồng Nhật Kim Anh sốc và rất buồn, thậm chí nhiều lần khuyên giải cả hai nên ngồi xuống để giải thích rạn nứt. Nhưng sau này chính ông bà cũng đã dần thông cảm và thấu hiểu cho quyết định của Nhật Kim Anh. Hơn 2 năm chung sống với nhau, đều không tuy dây dứt nhất chính là những điều khiến cha mẹ và gia đình tôi kỳ vọng. Rất nhiều khi hạnh phúc này, để rồi cuối cùng lại khiến họ thất vọng. Họ thật sự quá tốt với tôi, cô cho biết thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.